thỉnh thoảng đợi một tí thì có làm sao. Ok. Hôm nay bị thầy mà ngâm mà cáu gắt kinh thế. Hả? Em chán học lắm rồi. Thôi, cố gắng học hết một năm nữa đi, rồi anh nuôi nhá. Anh có nuôi thật không? Ok. À mà, anh không sợ mụ vợ của anh à? Đang nói chuyện vui vẻ lại cứ nhắc đến mụ vợ của anh. Em buồn cười thật đấy. Thế đi ăn gì nào? Ăn gì cũng được. Ăn gì? À ăn gì cũng được. Thế thì ăn cơm hộp nhá. Anh điên à? Cơm hộp hợp với con bọn em quá còn gì nữa. Không. Sao? Em ngấy lắm rồi. Thế thì ăn gì? Ăn hải sản. Ăn hải sản à? Quá đơn giản. Ăn hải sản đi. Tí anh đưa em đến cái chỗ nào mà ăn hải sản ngon nhất, đắt nhất nha nhá. Trước khi ăn hải sản, tặng em một món quà. Ôi, anh mua gì cho em đây? Thích không? Đúng vòng đang thích. Đúng vòng đang thích á? Tôi biết thừa, tôi biết từ lâu rồi. Hôm trước đi trung tâm thương mại vì tôi cứ ngắm nghía mãi. Lần sau thích gì thì phải bảo anh, nhớ chưa? Vâng ạ. Cảm ơn anh. Em còn thích gì nữa không? Em thích nhiều thứ lắm. Thích thứ gì? Em thích gì anh mua cho em thử đấy. Em thì không thích vật chất đâu, nhưng mà có một cái em rất là thích. Thứ gì? Em thì em là vợ anh cơ. Bao giờ anh mới ly dị con vợ kia? Em ơi, anh nói với em rất nhiều lần rồi. Muốn anh ly dị vợ thì em phải để cho anh thời gian. Đợi anh thêm một thời gian nữa nhá. Đợi đến bao giờ? Thôi đợi anh thêm một thời gian nữa đi. Rồi anh sẽ đường đường chính chính cưới em làm vợ. Được chưa? Được à, chưa? Đây nha. Rồi anh hứa. Anh ơi, đi đi. Phải là Hằng phải không? Anh là ai? Xinh đẹp thế này, cứ thương chồng người khác nhỉ? Đừng động vào tôi la lên đấy. Có giỏi thì la đi. Để xem có ai bảo vệ một đứa con gái đi cướp chồng khác như mày không? Các anh, tao cảnh cáo mày. Khôn hồn, thành sao hưng á. Sinh viên thì lo học đi, đừng có làm một chuyện thất đức nữa nhá, nghe chưa? Chị ta sai các anh đến đúng không? Cái tát vừa rồi ấy, tao cảnh cáo mày rồi nghe chưa? Còn mày mới là tao ấy. Cái khuôn mặt này ấy, nó không còn xinh xắn nữa đâu. Hằng, em làm gì mà mấy hôm anh gọi điện nhắn tin em không trả lời đấy? Em có biết anh lo cho em thế nào không? Anh biết đừng lo cho em nữa à? Có chuyện gì thì em phải nói với anh chứ. Ui, em làm sao này? Còn làm sao nữa? Nhờ vợ yêu của anh đấy. Cái gì? Cô ta dám đánh em á? Không, cô ta không dám đánh em đâu. Cô ta thuê một lũ giang hồ đến tập mặt em. Chúng nó bảo là nếu em còn yêu anh nữa, chúng nó rách mặt em ra đấy. Chúng nó dám á? Làm sao em dám yêu anh nữa? Hay anh đi về đi. Ôi trời ơi, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ chăm sóc em. Em không phải lo gì cả nhá. Ly dị vợ còn chẳng xong, nói thì bảo vệ. Ê, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, cái chuyện ly dị vợ em phải để cho anh thời gian chứ. Thời gian? Lúc nào cũng thời gian. Anh bắt em chờ đến bao giờ nữa? Hay là anh tự chúng nó rạch mặt em ra rồi anh thấy vui? Em không biết đâu. Anh sẽ về ly dị vợ anh ngay ngày hôm nay. Thật không? Thề. Anh nói tôi đi nhá. Thề rồi mà lại. Ngồi xuống đây xem nào. Khổ thân, em có đau lắm không?
Anh xin lỗi. Không chết đi được. Anh xin lỗi. Thế để anh xoa dịu nỗi đau cho em nhá. Thế ạ? Em cũng biết là mấy ngày không gặp anh nhớ em lắm không? Nhớ chết đi được. Người ta quen mùi rồi bây giờ không bỏ được như này. Kéo lích thôi. Chiều anh tí nhá. Nhá. Đau thì tránh cái chỗ đau ra nhá. Đi vào đây mẹ bảo. Mẹ. Con gái một con đứa gần 30 tuổi rồi, không có chồng con gì cả. Suốt ngày cắm đầu về công việc thôi. Con ứ muốn lấy chồng đâu, con muốn ở với mẹ cả đời cơ. Con gái lớn là phải lấy chồng, chứ không lấy chồng ấy, người ta bảo nhà này vô phúc con ạ. Mẹ, suốt ngày người ta có nuôi con gái mẹ được ngày nào đâu. Toàn một tay mẹ cả, con kệ người ta đấy. Thôi, tôi không nói chuyện với chị nữa đâu. Thôi mà mẹ, con gái mẹ muốn báo hiếu cho mẹ mà. Báo hiếu cho bố mẹ
là chị phải đi lấy chồng, đây là báo hiếu rồi. Thì con vẫn chưa tìm được người nào ưng ý cả. À, mẹ bảo này. Dạ. Thằng Hưng, con Bác Nhung bạn mẹ ấy, nó mới đi du học về. Nó làm, bây giờ nó làm là trưởng phòng công ty bất động sản nha con ạ. À, chiều hôm qua mẹ vừa gặp nó nhá. Đẹp dai, thông minh, mà nó hợp với con đấy. Hay là thử gặp nó xem như thế nào. Không biết người ta tốt thế nào mà mẹ lại ưng ý như thế. Con cũng tò mò lắm đấy. Thôi được rồi, để mẹ bảo Bác Nhung giới thiệu cho hai đứa gặp nhau. Biết đâu là hợp, cuối năm cưới luôn đấy. Mẹ, con gái mẹ có phải là hàng đại hạ giá đâu mà mẹ tống khứ bán nhanh đấy. Đúng thế đấy, người ta bằng tuổi mẹ, người ta có cháu bồng cháu bế, còn mẹ thì... Thôi được rồi, được rồi, con sẽ gặp người ta. Thế nhưng mà mẹ đừng nói là con làm nghề gì nhá. Con muốn hai đứa phải tìm hiểu nhau thật tự nhiên. Chào anh, sorry anh, hôm nay em có cuộc họp nên em xuống hơi muộn. Bác Tài cho xe đi đi nhá. Anh cũng vừa mới đến thôi mà. Mà em làm ở tập đoàn Thịnh Phát này à? À dạ không ạ. Công ty em ở gần khu này nên em hẹn anh ra đây cho tiện ấy mà. Ok. Bây giờ cũng trưa rồi. Hay là mình đi kiếm cái gì ăn nhá. Dạ được. Em biết một quán sushi cực kỳ ngon luôn. Sushi đồ Nhật à? Dạ vâng. Hay là chúng ta đi ăn đồ đấy nhá. Cũng được. Hôm nay đổi gió một chút. Mà em còn có voucher giảm giá nữa đấy. À, thế thì hay quá rồi. Em tìm gì đấy? Ơ chết, hình như là phí em quên ở công ty mất rồi. Quên ví à? Thế thì anh bảo lái xe quay lại để ví cho em nhá. Thực ra bây giờ quay lại thì cũng muộn đấy, quá giờ ăn trưa. Với cả hay là hôm nay anh Hưng mời em đi, xong rồi lần sau em lấy ví em sẽ mời anh Hưng nhá. Ok, không sao cả. Bác Tài ấy, cho dừng kia bác Tài nhá, cho dừng cửa quán phở ấy. Em tưởng là đi ăn sushi, mình ăn phở hả anh? À, tự dưng hôm nay thích ăn phở. Mà em người Hà Nội em không thích ăn phở à? Dạ không, em ăn gì cũng được mà. Ok, mình xuống xe nhá. Dạ. Anh em anh nói là em làm ở công ty truyền thông à? Dạ vâng, em làm nhân viên thiết kế của công ty truyền thông ạ. À, lương ổn không em? Thì cũng tạm được thôi anh, 8 triệu một tháng ạ. 8 triệu? Oh my god, 8 triệu. Em nói có thật không đấy? Có sao không ạ anh? Thì lương 8 triệu thì anh thấy còn chả đủ tiền để anh ăn một bữa sáng cơ mà. Huống hồ em 28 tuổi rồi, bảo sao mà em vẫn chưa lập gia đình. Xin lỗi, em đã không hiểu ý anh là gì. Thì anh thấy mọi người nói là lương tháng dưới 10 triệu thì tốt nhất là không nên nghĩ đến cái việc lập gia đình hay là kết hôn gì mà. À, em hiểu ý anh rồi. Nhưng em lại nghĩ thế này cơ. Con trai, đàn ông cần là một người có kinh tế vững chắc để làm trụ cột cho gia đình. Còn phụ nữ, con gái chúng em chỉ cần kiếm được một khoản tiền vừa đủ, lo được cho bản thân, không làm gánh nặng của đàn ông con trai các anh là được rồi. Đến bây giờ mà em vẫn còn cái suy nghĩ đấy thì chả trách tại sao mà. Chả trách, chả trách làm sao hả anh? Không có gì cả. Không có gì đâu mà. Phở lâu thế nhở? À anh ơi,
em có một việc này định nhờ anh, nhưng mà không biết nói kiểu gì. Em ngại quá. Em cứ nói đi, không phải ngại đâu à? À, thực ra thì lúc nãy ở trên công ty em có mua một chút đồ online, bảo shipper ship về đây cho tiện. Thế nhưng em quên ví ở trên công ty rồi. Hay là anh cho em vay một chút tiền, sau đó tí về công ty em sẽ gửi trả lại anh, được không ạ? Tiền. Ok, em cần bao tiền? Vậy anh cho em vay tạm 3 triệu, lát về công ty em gửi trả lại anh luôn. Ok, 3 triệu của em rồi. Cảm ơn anh. Lần đầu tiên gặp nhau mà em đã mượn tiền thế này rồi. Em ngại quá. Không sao đâu. Xin lỗi, anh ra ngoài nghe điện thoại nhé. Dạ. Alo, tôi đây. Ông ơi, chán lắm. Tôi sợ mấy kiểu phụ nữ con gái kiểu này rồi. Sao? Thì ngay cái buổi đầu tiên đi nhá. Đã, anh ơi, hôm nay em quên ví rồi. Anh trả tiền hộ em nhé. Tôi chả biết nói gì, chỉ biết cứ gật đầu thôi. Thì lần đầu gặp, ông mời người ta để nhận đủ ga lăng thì có làm sao? Tôi biết, tôi hiểu. Nhưng mà ga lăng thì cũng phải tùy chỗ chứ. Đằng này lại còn lấy trắng trợn 3 triệu của tôi ạ. Thì thôi, tôi chỉ biết bó tay chấm com thôi. Thật á? Ừ. Mà biết đâu em mới giả vờ sửa lòng ông thì sao? Này, ông bớt xem mấy cái sàm xí ở trên YouTube đi nhá. Thế em có xinh không? Làm nghề gì? Ừ thì chồng em ý thì cũng xinh xắn, cao ráo, nhưng mà lại làm nhân viên quèn. Lương tháng có 8 triệu. Tôi hỏi ông 8 triệu thì sống kiểu gì? Thôi, tốt nhất là dẹp dẹp ông ạ. Mà ông xem nhá, tôi đường đường là trưởng phòng kinh doanh bất động sản, lương tháng cũng mấy chục triệu, bảo sao mà em ý lại không muốn đào mỏ, ông thấy có đúng không? Ôi, ông cứ từ từ xem thế nào. Ừ. Tôi gặp có lần đầu đừng đánh giá người ta vội, ta ế già đấy. Tôi hứa với ông, tôi thà ế chứ tôi không bao giờ thèm yêu mấy cái loại phụ nữ như thế, chỉ có giỏi tiêu tiền của đàn ông thôi. Ông xem nhá, lần này tôi sẽ làm nhục mặt nó, tôi hứa đấy nhá. Ơ, sao lại nhiều phở này? Anh, à tại vì em ăn một bát em sợ không đủ nên em gọi thêm một bát nữa, có sao không hả anh? À, không sao đâu, mình ăn phở thôi nhỉ? Em mời anh ạ. Em này, anh hỏi vấn đề này thì có vẻ là hơi tế nhị một chút, nhưng mà anh nghĩ rằng chúng mình đang tìm hiểu nhau thì nên thẳng thắn nhỉ? Dạ vâng, anh cứ hỏi đi. Trước giờ em đi ăn với bạn trai ấy, có bao giờ họ phải để em trả tiền không? Thực ra là chưa ạ. Tại vì là em nghĩ rằng một người đàn ông ga lăng ấy thì sẽ trả tiền trong những bữa hẹn hò đầu tiên. Em thấy như vậy ok mà. À, đúng là phụ nữ Việt Nam ai cũng có cái suy nghĩ rằng sẽ sống dựa dẫm rồi ăn bám vào đàn ông nhỉ? Em nghĩ anh nói vậy là hơi quá đáng rồi đấy ạ. Thì anh ở bên nước ngoài lâu năm nhá, anh thấy rằng các cặp đôi mới yêu nhau ấy, hay là yêu nhau lâu rồi, khi mà họ đi chơi này, họ đi xem phim này, hay là họ đi làm bất cứ một cái gì cùng nhau ấy, thì họ vẫn sẽ xài tiền bình thường. Nhưng mà thôi, hôm nay anh sẽ trả tiền cho em 2 bát phở này, còn ngày hôm sau em không cần phải trả tiền cho anh nữa nhá. Dạ thôi, như vậy thì em ngại lắm. Không sao đâu mà. Nhưng mà anh chỉ nghĩ rằng là lần sau em nên dùng cái bài khác đi nhá. Ý của anh là gì ạ? Nghĩa là quên ví ấy nhá, lần sau đừng dùng cái bài nữa. Thực ra là nó cũng cũ quá rồi nhá. Em vẫn không hiểu ý của anh là gì cả. Thì anh thấy con gái bây giờ cũng buồn cười nhỉ. Đi ăn đi chơi thì chỉ vác mỗi cái xác đi, thế còn chuyện giả tiền hay là quẹt thẻ thì lại là việc của đàn ông. Nam nữ hẹn hò là để tìm hiểu nhau, chứ có phải bán thân đâu. Mà anh nói chuyện cái kiểu đấy. Anh hỏi thật em nhé, em làm một tháng lương của em là 8 triệu đúng không? Đúng. Mà anh thấy quần áo của em mặc thì cũng không phải là loại rẻ tiền. Thế thì em lấy tiền đâu ra? Em không tiêu tiền của đàn ông thì em lấy tiền đâu ra?
lương thấp thì không có quyền để ăn diện à? Nói chung là kiểu người con gái như em thì anh cũng gặp nhiều rồi. Gia đình thì không có điều kiện, nhưng mà bản thân thì lại thích ăn chơi đua đòi, check in sang chảnh cơ. Không tiêu tiền của đàn ông thì lấy tiền đâu ra? Tôi không nghĩ người đàn ông về từ nước ngoài như anh lại có cái suy nghĩ thiển cận, hạn hẹp và vô văn hóa như vậy đâu. Nhưng mà vẫn không bằng cái loại mà mới đi ăn đã giả vờ quên ví, rồi bắt người yêu trả tiền. Không biết lúc sau cô còn đòi hỏi cái gì nữa. Tôi đã nói rất là rõ ràng rồi. Ngày hôm nay anh mời tôi bát phở, ngày mai tôi sẽ mời anh cái khác. Còn chuyện tôi vay anh 3 triệu, tôi nói vay tôi sẽ trả. Tôi có ăn không của anh cái gì đâu. Như thế nào thì trong lòng cô là người rõ nhất. Anh đừng tưởng anh mời tôi được 2-3 bát phở rồi anh muốn nói tôi thế nào cũng được nhá. Tôi nói thật cho cô biết này, 2-3 cái bát phở với tôi nó chả là cái thá gì cả. Tôi có đủ tiền nuôi cho cô hết cả cuộc đời này, nhưng mà tôi chúa ghét cái loại phụ nữ mà đi đào mỏ đàn ông giống như là cô ấy. Anh cô... Anh im ngay, anh không có quyền để xúc phạm tôi. Tôi cũng nói cho cô biết này, tôi quá tử tế khi tôi trả tiền cho cô 3 bát phở. Còn nếu mà cô gặp phải thằng khác ấy thì cô có mồm ăn thì cô có tay ở lại mà rửa bát chứ đỡ nhá. Tôi không ngờ lại có loại đàn ông đê tiện như anh. Chỉ vì 2 bát phở mà anh đánh giá con người ta là ăn bám đàn ông, là đào mỏ. Được rồi, ngay bây giờ tôi sẽ trả tiền cho anh. Ok. Alo, tôi quên ví ở văn phòng, anh cầm đến đây cho tôi luôn nhá. Được, tôi sẽ nhắn địa chỉ. Sao thế? Bây giờ còn gọi cả anh trai mưa đến trả tiền hộ cơ à? Anh cứ đợi đi rồi sẽ biết. Anh Hưng à? Dạ em chào anh ạ. Làm gì ở đây đây? Dạ em đi ăn cùng bạn thôi anh. Anh đi đâu đấy? Anh ra đưa ví cho chủ tịch của công ty anh. Chủ tịch ạ? Quên ví ở văn phòng. Dạ. Chị em gửi chị ví á. Cảm ơn anh. Anh ra ngoài xe đợi tôi một lát nhá. Chủ tịch đấy ạ. Đây là chủ tịch của công ty Thịnh Phát của bọn anh mà. Chú không biết à? Thôi anh ra xe đã nhá. Có gì anh em mình lên. Dạ vâng, em chào anh ạ. Sao thế anh? Anh nghĩ rằng chủ tịch của công ty bất động sản lớn nhất cái Hà Nội này phải ăn bám hay là dựa dẫm vào đàn ông à? Ok em, anh xin lỗi. Thực sự là anh không biết. Thực ra thì anh nghĩ cũng không sai. Yêu nhau thì phải san sẻ mọi thứ cùng nhau chứ. Nhưng mà anh đừng có nghĩ chỉ vì 2-3 bát phở mà anh lại cho rằng người khác ăn bám hay đào mỏ đàn ông các anh. Nếu như vậy thật thì thế giới quan của anh ấy quá là lệch lạc rồi. Thực ra thì tại anh cũng ở bên nước ngoài lâu quá nên thành ra là... Thế thì anh lại càng sai. Văn hóa của bên nước ngoài chả có nơi nào lại coi thường phụ nữ vì họ không kiếm được nhiều tiền, hay là để đàn ông trả 2-3 bát phở lại nghĩ là họ ăn bám hay là đào mỏ của đàn ông đâu. Ok, em cho anh xin lỗi nhá. Thực sự là anh không biết. Anh xin lỗi mà. Thực ra thì tôi cũng chả muốn đôi co với anh để làm gì. Thế nhưng tôi biết một điều, anh vừa mới nộp hồ sơ vào công ty của tôi vào vị trí giám đốc kinh doanh đúng không? Đúng. Thế nhưng mà tôi phải xin lỗi anh luôn, là tôi sẽ không nhận hồ sơ đó. Ơ kìa, hai chuyện này là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà. Không liên quan đến nhau. Tôi thấy có liên quan đấy chứ. Oh my god, một người thiển cận như anh lại có cái suy nghĩ hạn hẹp. Tôi nghĩ là anh không phù hợp với công ty của tôi, nhất là anh lại coi thường phụ nữ như vậy nữa. À quên, bây giờ tôi phải trả tiền cho anh thôi, không thì anh lại nghĩ tôi đào mỏ anh. Đây, đây là 3 triệu tôi vay anh. Anh đếm lại xem có đủ không. Còn đây, đây sẽ là
tiền, tôi trả tiền cho tiền phở. 105.000 cho 3 bát phở. Còn số còn lại, anh có thể mua tạm một cái váy để mặc cho nó hợp đấy. Ồ,